giờ cho tới tháng 2 mở bò vô trận mà nhai lỗ đầu. Đang hái lỗ đầu. Rất là thú vị. Rất là thú vị các bạn, không biết là ở cái vùng khác thì các bạn gọi là trái này là trái gì, nhưng mà mình thì gọi là trái lỗ đầu. Và leo lên cây thì hái một trái ăn. Lỗ đầu nó có cái mùi vị tưởng tượng ngọt ngọt, chua chua. Và nó chín thì nó có cái màu đỏ giống như là cái mùi giống như trái mặn. Đây là mặn tí hon. Ăn rất là ngon, ăn cái vỏ ngoài, sau đó bỏ cái ăn cái vỏ ngoài, bỏ cái hạt. Đây là một trái rất là giàu vitamin C. Đang hái lỗ đầu. Rất là thú vị. Trái cây này mà xuất khẩu thì không biết ai mua không. Đó, vừa trái chín có màu đỏ, còn trái sống thì nó màu xanh. Ăn nghe chua chua ngọt ngọt. Trái chín nó nứt đứt rồi nè. Nó nứt ra rồi nè. Hết được bao nhiêu rồi? Đi xem thử cái nhất. Đâu, chở đi xem. Ồ. Đâu? Đâu đâu? Nguyên một cái gò mỏ. Một nghĩa địa nhưng mà nó nhiều lắm. Cay hết. Đi hết về cái đồ trưa ăn thôi. Chà. Bây giờ con ở đô thị, con ở thành phố thì con về quê cũng được thưởng thức cái món dân dã này nghe con.
Đó, đây là trái lỗ đầu quê, hay còn gọi là trái Việt Quốc. Ngon quá, ngon quá. Đây, mọi người ở nhà đang hái trái lỗ đầu xong rồi, đem về rửa xong rồi ăn. Đây, cho mình một miếng mọi người ơi, cho một miếng, cho một miếng. Ăn con đó rồi, ăn nha. Ôi, nghe nó rõ rõ. Ăn xong rồi nhả hột. Một chị ở thành phố Quảng Ngãi cũng đang ăn lỗ đầu. Những người mà ở thành phố là ít khi được ăn lắm. Về quê mới được ăn. Người thành phố người ta ăn lỗ đầu, người ta nói lỗ đầu có mùi giống tới sari. Ngon không chị? Ngon, ngon không? Ăn cái miệng cũng dễ thương không? Trộn qua trộn lại. Tưởng đâu người quê được ăn cái trái sari trái Việt Quốc chứ cho thành phố cũng thầy. Mình sẽ cận cảnh một cây lỗ đầu cho các bạn xem. Đó, nó rất là cao à, có thể là đứng dưới đất hái cũng được mà leo lên trên ngọn hái cũng được. Đó, cái lỗ đầu đây, nhìn nó thì giống như trái mận. Hái một trái ăn thử rất ngon. Năm nào mà lỗ đầu mà nó có trái thì năm đó cho nói chung là thời tiết rất là thuận lợi thì mới có trái lỗ đầu. Đó, tuổi thơ của những thế hệ 8x, 9x, 7x đi chân bò rồi hái lỗ đầu để ăn. Ngon lắm. Wow, nó chín đầy cay hết. Cái rất là sum xê. Nguyên một cái gò luôn các bạn ơi. Mới đến chín tách rồi nè. Đó. Đây là cái cảnh hái lũ đầu. Rất vui các bạn ơi. Đó. Cái lỗ đầu nó ở trên trên cây và cứ thế hái. Đây là một cái quà tặng thiên nhiên mà trái cây dại dân dã thôi. Đó, cái tay mình to hái ăn. Đây là nhắc chắc rồi đây. Đó, nguyên một nhánh này con này, hái đi hả? Đây nè, cũng cẩn thận đấy con. Tay còn yếu. Nhắn rồi. Hả? Còn nhỏ giờ cũng hết lũ đầu lần nào chưa? Lần thứ bo hả? Lần thứ bo là tiếng Quảng Ngãi, còn lần thứ ba là tiếng Hà Nội. Cô Trinh, cô sinh viên Trinh, còn giờ cô hết lũ đầu chưa cô Trinh? Hồi nhỏ đi hái lũ đầu chứ giờ lớn lên đi học không có lũ đầu phải không? Trời. Ồ, oh, lũ đầu nó chín đầy hết. Đầy cay hết. Và hái xong rồi mang về rửa nước muối. Ồ, cặn cặn. Chùm lũ đầu. Em nhỏ ở quê thì có một cái mùa xuân rất là tuyệt vời. Nhắn ơi, leo lên lên hái đi con. Có một cái thang và leo lên hái. Có một em sinh viên đại học
sư phạm Đà Nẵng. Nghỉ ở nhà phòng chống virus corona thì đi hái lỗ đào ăn. Hái và bỏ vô bị, xíu nữa đem xuống rửa nước muối và ăn một nguồn vitamin C dân giả rất là tuyệt vời. Mấy bữa nay con ăn nhiều không nhất? Ăn nhiều. Hả? Nhiều lắm chút. Hồi nhỏ giờ có biết cái lỗ đầu chưa? Biết rồi. Không hiểu vì sao mà nó có cái lỗ đầu. Chắc chắn là hồi xưa tôi muốn ăn nó là phải leo lên cái cây. Cho nên leo lên cây té xuống, ngã xuống, cho nên lỗ cái đầu, chứ gọi là cái lỗ đầu.